Cá biển là nguồn thực phẩm rất giàu omega 3. Trong cơ thể, omega 3 có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, như phát triển não và hoàn thiện chức năng nhìn ở trẻ nhỏ, giảm nguy cơ loạn nhịp tim, hạ triglycerid máu, hạ huyết áp, chậm hình thành mảng xơ vữa động mạch. Do vậy, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn ít nhất 2 lần một tuần, mỗi lần khoảng 100 gram cá chín, và nên ăn đa dạng các loại cá. Với nguồn chất béo tốt tuyệt vời từ cá biển, đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực sẽ không ngần ngại giới thiệu với các bạn những món ăn vô cùng hấp dẫn. Hãy chờ xem nhé! Trước hết, mời bạn khám phá ngay hương vị của món cá Sapa được bọc trong giấy bạc, nướng cùng các loại rau củ tươi mát sau đây nhé! Hãy khứa đều cá Sapa như thế này để đảm bảo được gia vị sẽ thấm vào phần thịt, và khi nướng, thân cũng chín đều hơn. Rửa lần lượt muối, tiêu, đường, tỏi, dầu hào, tương ớt, thêm nước cốt chanh và rượu trắng. Hỗn hợp gia vị này sẽ làm tăng hương thơm, át đi mùi tanh của cá. Tiếp theo là rưới dầu season được phối trộn từ 3 loại hạt, phộng, nanh, cải, trực tiếp lên thân cá. Công đoạn ướp trước này sẽ giúp cá thấm gia vị, dậy mùi thơm và bổ sung các vi chất dinh dưỡng, vitamin A, D, tốt cho tim, khỏe cho xương. Cắt nắm đùi gà thành từng miếng nhỏ, làm tương tự với cà rốt và trái bắp luôn nhé. Cho tất cả rau củ vào tô và tiến hành ướp trộn cho thấm đều gia vị. Giờ thì xếp lần lượt rau củ, cá vào trong giấy bạc. Thêm chút hành lá, quấn tất cả lại và đem đi nướng. Cá Sapa chín lại có vị béo thơm, cộng thêm rau củ tươi ngọt, tất cả càng thăng hoa bởi phần gia vị đậm đà được cân đong khéo léo từ đầu bếp. Sự hòa trộn tinh tế này vừa giúp ngon miệng, lại vừa cân bằng hương vị, vừa khoái khẩu, lại vừa bổ sung được dinh dưỡng cho cơ thể. Nhắc đến cá béo từ biển, không thể bỏ qua cá hồi, một nguyên liệu gây thổn thức nhiều trái tim đam mê ẩm thực. Thiên Đường Ẩm Thực tin chắc rằng qua món chả giò cá hồi này, tình yêu đối với cá hồi của nhiều bạn sẽ càng mãnh liệt hơn nữa đó. Khéo léo gọt phần vỏ ngoài của bánh mì để lấy phần ruột bên trong, xé nhỏ ruột bánh và ngâm trong sữa nào. Cắt và băm nhuyễn cá hồi, sau đó cắt nhỏ ngò rí. Giờ thì cho lần lượt cá, ngò và lòng đỏ trứng gà vào bánh mì ngâm sữa, nêm nếm gia vị vừa ăn. Bật mí là chút oregano sẽ làm cuốn chả thơm hơn đấy. Trộn đều và bắt tay vào cuốn thôi. Với phần sốt, cần một ít lá chanh băm nhỏ, thêm sốt mayonnaise để tăng gia vị béo. Tiếp tục cho tương cà, ớt bột, mật ong rồi khuấy đều lên. Làm nóng chảo bằng dầu hướng dương, thả chả giò vào chiên. Với loại dầu chịu được nhiệt độ cao thì cho dù để lâu vẫn sẽ giữ được độ vàng óng. Các bạn thấy không, cuốn chả giò nóng giòn, bên trong vẫn tươi mọng vị cá hồi béo ngậy. Chấm chả giò vào nước sốt đặc biệt rồi cắn ngập một miếng, cảm giác thơm béo giòn tan ngay trên đầu lưỡi, đảm bảo sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Cá nục chắc hẳn là loại cá đã quá quen thuộc và ít nhiều thì cũng từng xuất hiện trên mâm cơm của gia đình bạn rồi phải không? Thế còn món cá nục kho mí thì sao? Tất nhiên là không còn nghi ngờ gì về mùi vị tuyệt vời của món ăn này rồi. Khúc mí được chẻ dọc thành 4 miếng, sau đó đập dập. Cắt ớt sừng thành khúc nhỏ, sau đó đập dập ớt hiểm. Ướp cá bằng các gia vị cơ bản. Tiếp đến, rưới ít dầu và trộn đều lên để gia vị thấm vào cá. Dùng dầu đậu nành Tường An sẽ làm cho mẻ kho được đậm đà và màu sắc sẽ hấp dẫn hơn. Cho ớt, nước mía, màu điều, rồi tiếp tục thả mía vào nồi. Rót thêm nước lọc rồi để cho sôi. Trong khi đó, bắt tay vào chiên sơ cá nục bằng dầu đậu nành. Dầu đậu nành làm săn chắc thịt cá, tăng mùi thơm và giữ tròn vị béo, cung chất dinh dưỡng trong cá nục. Vớt cá khỏi chảo và cho vào nồi kho chung với mía. Thêm ớt, tiêu để tăng hương vị cay nồng cho món ăn. Món cá nục có đủ vị béo, thơm, cay và thấm vị ngọt liệm của nước mía. Thịt cá kho càng lâu càng chắc và đậm đà hương vị mà còn không bị khô,
vừa ăn mà vừa phải xích xoa. Không phải vì ớt cay thôi đâu, mà là vì ngon quá đó khán giả của Thi Nữ Ẩm Thực ơi. Hãy đến bàn tiệc cá biển này sẽ khép lại bằng món lẩu cá ngừ đại dương măng chua nóng hổi nhé. Đây cũng sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn, để mỗi lúc cần lên thực đơn tiệc tùng, đỡ phải nhức đầu nghĩ ngợi. Trước hết, cắt cá ngừ đại dương thành miếng nhỏ, cà chua thì sắc hạt lựu, xả đập dập, rồi sau đó cắt khúc, một ít gò gai cắt khúc nữa, phi thơm tỏi cùng dầu season. Cho cà chua hạt lựu xả vào xào, thêm một ít sa tế sẽ tạo màu và hương vị cay thơm cho nồi lẩu. Cho nước dùng vào hỗn hợp rồi đợi sôi lên. Bây giờ thì tùy khẩu vị mà nêm nếm cho vừa ăn nhé. Măng chua xuất hiện rồi đây. Kế tiếp là ít nước mắm, thả cà chua vào lẩu. Đến khi tất cả gần chín thì cho ngò gai vào là hoàn tất. À, đừng nhắc bếp xuống nhé. Cứ để sôi rồi vừa ăn vừa nhúng cá ngừ đại dương vào. Miếng cá vừa tươi, vừa ngọt lại vừa thơm béo, đem đến cảm giác tươi mát vô cùng. Nước lẩu thì đèn nóng hổi luôn, nhúng kèm với các loại rau đồng đội nữa là hết sảy luôn đó. Với một bàn tiệc hấp dẫn và đầy dinh dưỡng như thế này thì chắc chắn không đội chơi nào từ chối đâu nhỉ. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực gọi vào bàn và thưởng thức ngay thôi nào. Trò chơi này vô cùng đơn giản, mỗi đội sẽ cử ra một người để trả lời vài câu hỏi của chương trình. Đội nào trả lời đúng nhiều hơn thì chiến thắng. Và cách chơi như sau: cái người mà được đại diện đó sẽ mang cái này vào chân, sau đó kéo xuống để vừa tầm mình ăn cái con cá bằng bánh này. Đội nào ăn trước thì được quyền trả lời. Rồi mình cử ai đại diện? Không quyền. Không, bà Thắng đi. Rồi, anh Bà Thắng, bên đây là Thủ Quốc. Xin mời, rồi vào vị trí. Rồi hai người con trai chơi đi. Cố lên. Chị dùng cái cột kèm nha. Chị dùng cái cột nè. Cố lên. Bây giờ là câu hỏi đầu tiên. Mời nhìn lên màn hình. Đây, câu hỏi đầu tiên. Thương em vì chấm chấm chấm, vì rau muống luộc, vì mè trộn măng. A, miếng cá he, và B, cá rít ve. Xin mời. Mời anh Thắng. À, em trả lời, anh trả lời hả? Đúng rồi. Theo một bụng anh Nhật là câu A đó. Theo anh Nhật là A. Đáp án A là đáp án. Không, chính xác. B là đáp án chính xác. Thương em vì cá rít ve, vì rau muống luộc, vì mè trộn măng. Trời đất ơi, quá không em... biết vì sao không, anh Nhật đọc không ra, anh Nhật nghe là chữ cá rít ve, anh Nhật giáo vân, anh Nhật không biết là cái muốn nói đúng. Anh ơi, cái người Huệ là cái người văn khớ đầy bụng, nhưng trong cái trường hợp ni trợt quật rồi, anh trợt quật quá. Anh nó đúng mà, trong trường hợp ni thì anh trợt he. Không, anh xin nói rằng là anh đã sai luôn. Bây giờ là câu tiếp theo. Chấm 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 nấu với dưa hồng, lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi. A, cái này em biết. A, canh nục, và B, cá chép. Bắt đầu. Cái này quá đơn giản luôn. Chứ. Anh Thắng xin mời đáp án A hay B. 5, 4, 3, 2. Ngọc Nguyên. 1. Xin mời. Cá chép. Cá chép B. B. Em giao niềm tin cho bà chị em luôn á. B là lựa chọn cá chép. Hồi nãy câu đầu tiên là anh Nhật đã đại diện. Bây giờ câu này là chị Nguyên đại diện. Khoan cho chị nhìn lại coi. Và đáp án của chương trình là cá khoan khoan. Đôi khi
em ở lộn rồi cả nhà ơi. Lòng buồn không cần trả lời. Là mình thua luôn rồi đó. Thôi phần thắng ta mà. Cả đục là phải đấu với dưa hồng chứ, đúng không? Đây là sao một... anh không nói? Đội bạn đã có lũng củng. Đây là một món ăn của người dân quê miền Trung. Đây là cá nục nấu dưa hồng. Trời ơi, mẹ tôi về mẹ tôi chửi tôi chết. Ủa, chị quê đâu? Mẹ tôi người miền Trung. Trời ơi. Đây một lần nữa. Đây nè, đúng rồi. Thoại Mỹ, người miền Trung nè, Mỹ. Anh Quốc điện bòn. Đang ngoài tôi thích ăn cá nục nấu với dưa hồng. Anh Quốc, ông Hoàng, quay qua hỏi người miền miền Trung nè, cá gì ở Mỹ? Cá nục. Trong khi cá nục chị hai mỗi lần về Quảng Nam chị kho cho ăn mà mình phải ở ở miền Trung nó có cá nục rất là ngon và những trái dưa hồng nhỏ này. Cá mà bữa em đã ăn đó. Trong khi ta sắc măng này. Không, cái này là lỗi của Trường Giang nè. Đáng lẽ Trường Giang phải đọc vậy nè, cá nục nậu với dưa hồng. Không mà nếu như mà ông Hoàng ông đọc đúng là ông đọc khác à. Khác câu chị Quyền à, thử à, thử đâu, cái đọc, giọng đọc, của ông Hoàng nè. 2 3 cá nục. Tôi không phải là trò đùa cho hai đời. Cá nục nấu với dưa hồng là cái món rất là ngon. Ôi thua rồi phải không? Dạ, thua rồi. Thua nãy giờ rồi. Ờ thì được rồi, vậy thì dọn ăn đi. Đây là thua. Mời bạn tiền. Mời đó hả? Kính thưa các anh chị thân mến, cá biển là một trong những loại cá cung cấp nhiều chất béo có lợi cho cơ thể mình. Omega. Thế nên, đúng vậy, omega 3. Thế nên bây giờ mình sẽ dùng cá biển. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cá làm chả giò. Hồi nãy cái mầm mình nói sai đó anh Lực à. Muối dẻo. Đây, chấm vô đây. Đây là chả giò cá. Chúng ta thử. Bánh giòn, không béo, ngậy. Cá, tôm, béo nhẹ. Là một loại thực phẩm tốt cho cơ thể. Mời đội thắng dùng. Đội thua nhìn. Em mời chị hai. Tháo đũa ra cho chị đi cưng. Dạ. Tháo đũa ra cho chị đi. Để em mới không luôn. Cảm ơn em. Chắc đầy cơm cho không? Thôi em về bánh ngồi đi. Thật sự ra tại sao vòng 1 đội bên đây không muốn thắng? Trời ơi. Tôi có cái lý do. Trời ơi, cảm thương. Tại vì ba người bên đây là thích ăn cá. Ăn cá có omega 3. Đó, còn vậy mà thưa quý vị, hồi nãy cái cú giật cái chén. 18 máy quay đã nhìn thấy, chúng ta cùng xem lại cái cú vừa rồi. Sao giòn. Tôm thì rất là tươi. Đâu có cái sốt xà lách tuyệt vời luôn. Khi hoa anh đào đã nở nơi. Rồi hay á, mình ăn xe hát rồi là lúc chúng ta đến với những món ăn. Thấy chưa, trời ơi, giật quá là giật. Có nghĩa là mình phải làm một cái gì đó cho người ta thấy là món ăn ngon. Cho nó vui thôi. Mình thấy cho nó vui. Chị đã dặn tụi em rồi, mình phải làm sao chiến thắng cho huy hoàng. Người ta trả, người ta chơi cái chơi trò chơi người ta thắng, nhưng mà người ta trả lời cái câu hỏi trật, cho nên mình thắng. À chị, đồ ăn của chị coi nè. Chị coi nè, trước khi mà em ăn nè. Dạ, em kính mời anh Long Nhật à, dùng với em một chút xíu hương hoa thôi. Đúng rồi. Anh Nhật là thích nhất là ăn cơm. À, mà cơm vị cả là như mà vị con. Để anh không mà từ chối đó ha. Rồi dạ, chúng ta cùng nhập tiệc nào. Dạ không có anh. Tôi là ngồi nhìn miệng anh ơi. Đợi chút xíu đi em. Nó ngon bằng cái món chả giò bơ này mình ăn không? Mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau. Có thể bạn thích cái chả giò hồi nãy. Nhưng riêng tôi rất thích món chả giò này. Mà cái cá, tôi là cái người mà mê ăn cá chứ chị ơi. Tại sao ăn mà nổi hoài được trời. Tất cả những cái món ăn mà làm từ cá, trời ơi. Giòn rụm. Nhất là cá. Đứa em ơi. Dạ. Chiên sao mà nó khô. Mà nó lại không có bị cứng. Đúng rồi, dầu do dầu chị. Có chị hỏi cái món này là của đầu bếp nhà hàng nào vậy? Đầu bếp của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực.
Chúng tôi có một đội ngũ rất đông, khoảng chừng 2 đầu bếp. Nhưng mà mấy món này ngon quá, nếu mà sau cái chương trình này xong chị muốn ăn cái món này chị đâu ăn. Liên hệ với chương trình Tiên Đường Ẩm Thực. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, món tiếp theo. Món tiếp theo đó chính là cá nục kho mía. Trời ơi. Nóng đó. Nói chung là hôm nay là gia đình chúng tôi là gia đình chủ nhà, đây là chủ nhà. Anh Nhật ơi, à, mời mọi người ăn. Là cái món của người miền Trung của em đó. Dạ, 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 dạ. Không, không, em đâu có ăn. Dạ, đây em này cơm gì hay. Trời ơi. Đứa cái chuyện là cái chuyện á. Mùi cơm gạo trắng. Tập trung chứ, chứ chờ người ta ăn. Có nghĩa là đó là chị hai thấy không, một đứa múc rồi một đứa đưa bưng tô còn muốn hiểu gì nữa á, sờ luôn cái này em một mình hết vậy đó. Dạ dạ thôi đi xuống. Dạ ôi trời ơi nó thơm quá, em ơi. Quá bây giờ để cho ông Hoàng ăn trước, ông Hoàng thưởng thức coi như thế nào. Đây nè, chạy miếng cái nước kho từ mía ra đó, kho nước kho từ mía đây, mía dưa cải chua nữa, tức quá mà xương mềm luôn, rụt luôn. Cái vị ngọt của mía, cứ hấm vô cá, con cá giống như là tắm mật muối, đẩy hộp cơm vô. Nhức nhối luôn, làm sao họ hiểu được? Không, cái ẩm thực được hửi thôi nha, mình ngon lắm á nha. Hửi đi cơ, hửi đi. À, Thắng ơi, cái thố cơm để trước mặt em á, nó không có tiện. À, em đâu ăn cơm đâu anh. Bà Mỹ hồi nãy anh có nhường em đó. Anh... Bây giờ anh muốn ăn miếng cơm phải không? Em không có tham ăn, em rất là muốn mời anh ăn. Nhưng mà sao? Ông Hoàng và chương trình không có cho anh ăn. Hoàng ổng ở đây, anh đâu có cho. Vậy là... Em về bển đi cưng. Chị ơi. Ừ. Sao vậy? Nó bỏ ra. Về chỗ ngồi đi. Ủa, anh này đâu ăn được hả? Nó chỉ là lấy cái, nó chỉ là ra nước thôi đúng không? Ra nước hay sao? Không, mình có thể mình ăn theo kiểu mà ăn. Nhấp bọt có. Có bà rọi mà. Nhấp miếng. Ủa, có bà rọi luôn hả? Mặc dù cái mía mình không ăn được nhưng mình có thể mình để trên dĩa để mình làm cho cái dĩa nó phong phú, sinh động hơn. Cái sự thèm thuồng của đối phương á. Chị Hằng ơi, cho chị trái ớt nè. Xuất sắc. Phải chan miếng nước vô cơm nè. Coi chừng mặn á anh. Anh phải có cái nước vô cơm. Bây giờ là bà tặng lại bàn sao vừa 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 này. Mời các em. Dạ, em mời. Em vừa nếm xong, ăn cũng được thôi. Dạ. Để nói cho nghe. Hồi này là anh kỳ vọng đâu là anh thằng đến kia cho mày được nghe về chị hai nghe nè. Khó làm sao mà cái cá nó thấm. Bên đây không có nhu cầu nghe anh nè. Em nghĩ quá, anh nói cái này với mà thêm. Không, em đang thưởng thức ngon quá. Trong cái thắng của mình nó rất là nhẹ nhàng. Mà ngay cái đúng lúc cái giờ cơm nữa em ơi. Sao mà đây, nó phải nói bây giờ là món ăn cái món của miền quê nữa ha. Món tiếp theo thưa các anh chị. Ôi kìa, có kìa. Được lửa cháy kìa. Được quá. À, muối. Hay quá vậy ta. Phải nói có tham gia chương trình Thiên Đường Ẩm Thực á. Phải nói là chị mới thấy được những cái món ăn như thế này. Không phải là mình không có thời gian để mình đi ăn. Mình không có thời gian để mà mình ra ngoài những cái... Không, nhờ chương trình này mình mới thấy được có những món ăn mới lạ. Thôi rồi, nó quá ngon luôn. Nó thấm làm sao mà nó... Chị, kỹ thuật ăn cá là chị ăn từ đầu đi xuống. Chứ chị đừng có tắt như vậy. Không, chị thích ăn vậy miễn chị thấy ngon thôi. Ta thắng, ta muốn ăn sao ta ăn chứ kỹ quá. Là mỗi người sẽ có một cái cách kho cá khác nhau. Đúng vậy. Nhưng mà đây là kho để cho hợp với khẩu vị của nhiều người. Đó, nên là ngon quá. Em vẫn không hợp khẩu vị này, nó bị ngọt. Em là người miền Trung, anh người miền Nam đúng rồi. Em nãy giờ em ngó không mà em biết ngọt hả? Thì dễ sợ luôn nè. Em ngó không mà em vẫn ngọt. Em ăn miếng cá em mới biết được. Trời ơi, có văng qua tới đây rồi. Đây, bây giờ chúng ta bắt đầu khui hàng. Khui rồi. Trời ơi. Đây là cá Sapa nướng với các loại nắm trong giấy bạc. Cho anh thường miệng. Nướng với bạc với nắm. Cho anh thường miệng nữa nha. Giang cho. Dạ. Ông Hoàng cho anh Nhật thử miếng đi. Dạ.
Anh thương em nhất mà. Thiệt luôn, khổ ghê. Dạ. Anh thương em nhất mà. Lắm thơm lắm anh ơi. Cá béo lắm anh ơi. Mời chị. Rồi. Trong quá trình mọi người ăn cá thì em sẽ nấu lẩu cho mọi người ăn nè. Lẩu cá người đại dương. Lẩu cá người đại dương. Ừ. Cá béo dễ sợ luôn á. Nấm thơm. Nè tiếp trời trời đất chứ thầy còn một cái đường nào mà bà chị muốn ăn cơm mà sái thằng em chổng mặt đến mà không có ăn thì. Sáng có xài gì không? Sáng đủ xài sợi cơm nè, sáng đem con cá có gì nè, sáng đủ thứ. Không bỏ một thứ một chút rồi. Ngon quá. Em bỏ một thứ một chút rồi. Ăn một miếng cá mà nuốt không trôi với nó. Có tiêu xanh nữa nè. Tiêu xanh, nấm thơm mà nó quan trọng là nó thấm. Ăn lẹ đi anh, có món này ngon nè, em nấu món này rất là ngon nè, em hôm nay nấu lẩu dài ngon. Lẩu cá người là đại dương. Chị Hằng ơi, hôm nay nhà em đãi chị nấu lẩu cá người đại dương. Món tiếp theo là cá người đại dương. Anh Nhật cho em một cái chén đi. Mình ăn mấy cái cá này á, cá biển có nhiều à, omega 3. Cá ngừ đại dương nấu măng nha. Đây. Được được viên. Đó, hôm qua ăn uống sao bung nút luôn rồi trời. Bị mất xỉa rồi. Ôi, hôm nay em ăn một trần cái vong đâu mà sao vong cái vong này em đòi bùng lại. Anh ơi đừng làm mất mặt gia đình. Cá ngừ đại dương nấu măng mọi người ơi. Ok. Rất là thơm. Không em nếm rồi. Nè, đừng tại chuyện ăn uống mà hiểu được coi như là cái tình với nhau đó nghe. Ngày thường là cứ nhau vậy sợ. Mỗi cái măng thôi cũng là em thích rồi. Nên là cái chương trình này dường như ngay cái dòng này người ta làm như biết hiểu hết cái tâm lý khẩu vị của em. Cái cá rất là chắc luôn. Biển có nhiều bự. Ba chị em mình đều giống nhau vậy hết trơn á. Nhưng mà anh nói vậy để anh nói hai ba. Cái cá thịt nó chắc. Cái nước là cái thơm và cái cà chua ra rất là ngọt, vị chua nhẹ của măng nữa, tuyệt vời. Vâng. Em nếm thì ăn nhất. Nhưng mà cái vòng này á là chị Ngọc Huyền nhà em là chị bị sai như là như cá ngừ. Nên em nhường cho đội bạn thắng. Nhường đó mà nhường anh nói sai mà bị thua. Đội bạn không có đoàn kết ha. Nhường đâu mà nhường thua thì đội thua cho luôn. Thua rõ ràng ràng mà nhường mà nhường thua trắng hết rồi mà nhường thua. Cái Nhật ở đi, chị cái Nhật ở đi. Bưng cho chị qua đây cưng ơi. Hôm nay chị rất là hạnh phúc khi chị được ăn những cái món ăn của chương trình rất là ngon, rất là tuyệt vời. Mà chị lại hạnh phúc hơn là chị sai được Long Nhật. Dễ giàu gặp được Long Nhật đâu, đâu có dễ giàu gì gặp. Sai bà chị chỉ là nó sai thằng em đi học về đội bùm gân chết nước miệng nước mồm dài tao lúc không cho hàng ăn đi mà sai thịt mọn cái này mọn chứ em hận sai sao chị. Ngon quá em ơi. Em nấu á chị thấy vừa miệng xào sự nấu mà nấu. Cùng một đội luôn đó. Nó không có bị chơi chua mà dùng. Chua ngấy, nó chua nó thanh. Nó chua thanh lắm. Thắng, em coi chị ăn miếng măng à. Thưa quý vị là ở vòng này là nguyên liệu chính là cá, cung cấp nhiều chất béo tốt. Rất tốt cho cơ thể, bởi vì là cá thiên nhiên và omega 3 là điều là cái loại rất cần cho cơ thể. Cảm ơn quý vị. Ở vòng tiếp theo thì chúng tôi hứa hẹn sẽ mang tới những nguyên liệu hấp dẫn hơn nữa và tốt cho sức khỏe hơn nữa.